Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017. Đến với chương trình bản tin hoạt hình Đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày bao gồm những chi tiết liên quan đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc không đến được vùng thảm họa Formosa. Trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 69 tại trước trụ sở Liên Hiệp Quốc New York vào ngày 8 tháng 12 2017. Để bắt đầu chương trình, bình phục các quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Nổ ở New York, một nghi can bị bắt. Một vụ nổ làm rung chuyển một trong những trung tâm giao thông nhộn nhịp nhất thành phố New York vào giờ cao điểm sáng hôm nay. Cảnh sát cho hay một nghi can bị thương và đã bị bắt. Nghi can được nhà chức trách xác định là Akaye Ula, 27 tuổi, ngủ tại khu phố Brooklyn. Một giới chức cho hay... Ula cột thiết bị nổ vào người, cho nên y đã bị thương nghiêm trọng và đã được đưa vào bệnh viện Benview. Sở cứu hỏa cho hay có bốn người bị thương. Theo cảng vụ New York và New Jersey, vụ nổ xảy ra trên một đoạn đường nối liền Times Square với một trạm xe điện. Trạm này đã bị tạm đóng cửa. Sự việc xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi một người di dân Uzbekistan phóng xe vận tải tông chết 8 người ở thành phố New York. Tổ chức Quốc gia Hồi giáo ISIS đã nhận trách nhiệm vụ này. Hồi tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông đã làm bị thương hơn 20 người sau khi cho nổ một quả bom tự chế tại khu Chesta của thành phố New York. Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc không đến được vùng thảm họa Formosa. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền lương thực, bà Hilda Elver, đã không được đến một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề từ thảm họa mô xả trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 24 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Chuyến viếng thăm này, phụ tá của bà đã cho biết mong ước của bà Elver là được tới một số khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của phun xả, như tỉnh Hà tĩnh và một số nơi tại Quảng Bình, Nghệ An, để tìm hiểu về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu có ảnh hưởng thế nào tới đời sống dân sinh. Bà báo cáo viên đặc biệt được thông tin và bày tỏ ý định tới một số các nơi sau cùng sẽ Quảng Bình, thị xã Kỳ Anh cụ thể là Đông Yên Hà Tĩnh, xứ Sông Ngọc và Phú Yên, hai làng chài tại Quỳnh Lưu Nghệ An. Nhưng cuối cùng bà chỉ được phép đến ba địa điểm ở tỉnh Bắc Cạn, Quảng Bình và Cần Thơ. Tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 23 tháng 11 năm 2017, bà đã có bản báo cáo sơ khởi về những gì bà thu thập được chuyến công tác của mình về thực trạng quyền lương thực tại việt nam cũng cần nói qua rằng quyền lương thực là một quyền trong đó bao gồm về nông nghiệp và khung pháp lý quyền được trợ cấp lương thực tình trạng đói nghèo và đời sống của người dân tình trạng suy dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm tình trạng sử dụng đất canh tác biến đổi khí hậu và giải quyết thảm họa sự bình dưỡng của phát triển nông nghiệp và ở việt nam còn những yếu tố như ảnh hưởng của chất độc da cam bà đã có một vài đánh giá tổng quát về hiện tình quyền này tại đất nước tình chữ s mà theo tôi là khách quan không thiên lệch bà ghi nhận những tiến triển của việt nam để giảm đói nghèo và cải thiện đời sống của người dân nhưng đề nghị nhà cầm quyền có nhiều thay đổi chính sách và thực hiện nhiều cải cách để bảo đảm cho mọi người dân được thực sự hưởng quyền căn bản này đồng thời hạn chế những tác hại của sự phát triển thiếu cân bằng Bà Elver đã được tới một làng trài do nhà cầm quyền sắp đặt. Tuy vậy, với những nghiên cứu độc lập, đánh giá toàn diện, trao đổi với giới chức địa phương, phỏng vấn cư dân và những thông tin tài liệu, nghiên cứu liên quan và độc lập khác, bà có cái nhìn sát về sự ảnh hưởng của thảm họa này tới cư dân bản địa. Trong bản báo cáo công bố tại Hà Nội, bà Elver đã tổng quát hóa lại điều kiện nghèo khổ và bậc nhất của người dân ven biển. Đến thấp Quảng Bình, bà đã thấy mắt tai nghe về điều kiện sống mà bà nói là khá nghèo và phụ thuộc lớn vào tài nguyên thiên nhiên và nhận định rằng dân cư ven bờ biển là những người nghèo nhất, do đó nằm trong những vùng dễ bị tổn thương nhất của dân số Quảng Bình. Bà được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình xác nhận rằng đã nhận được 140 triệu Mỹ Kim tiền đền bù thiệt hại từ Phomosa qua chính phủ, nhưng về toàn bộ số tiền 500 triệu Mỹ Kim thì tôi không nhận được thông tin chính thức nào về cách thức phân bổ các khoản bồi thường từ ở cấp quốc gia. Bà nhận được những phản hồi về tình trạng đền bù không đủ, không công bằng, nghề nghiệp và sinh kế bị ảnh hưởng. Tôi cũng đã nghe những phàn nàn từ người dân rằng họ buộc phải ăn cá nhiễm độc do khu nhập thảm sút trầm trọng từ việc không thể thực hiện các hoạt động đánh bắt cá. Bà cho biết. Bà cũng ghi nhận thông tin rằng tình trạng di dân trên bệnh viện quốc gia và quốc tế ở khu vực ảnh hưởng đã lan rộng vì người dân phải ly hương để tìm kiếm cơ hội mới. Bà cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam minh bạch và công khai về những vấn đề liên quan đến thảm họa này. Tôi muốn gửi đến mọi người thông tin về chuyến đi của bà, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, về một khía cạnh ảnh hưởng tới hàng triệu người dân miền Trung. Những quan sát và khuyến nghị của báo cáo viên đặc biệt sẽ được phản ảnh qua bản báo cáo cuối cùng của bà. Bản này sẽ được trình bày tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần tới. Bà Hilda Elver, người Thổ Nhĩ Kỳ, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm báo cáo viên đặc biệt về quyền lương thực năm 2014. Bà là giáo sư nghiên cứu và đồng giám đốc của dự án biến đổi khí hậu toàn cầu, an ninh nhân loại và dân chủ được đặt tại trung tâm Ophalia về nghiên cứu quốc tế và toàn cầu. Bà cũng là nghiên cứu sinh đặc biệt toàn cầu tại Đại học California, Trường luật Los Angeles và Trung tâm Chính sách. Các bác có viên đặc biệt được biết đến là một phần của thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền, thủ tục đặc biệt cơ quan lớn nhất của các chuyên gia độc lập trong cơ cấu Nhân quyền Liên hiệp Quốc là một tên chung của cơ chế kiểm soát và tìm kiếm sự thật độc lập của hội đồng, vốn nghiên cứu tình hình một nước cụ thể hoặc các vấn đề then chốt ở các khu vực của thế giới. Các chuyên gia về thủ tục đặc biệt làm việc trên cơ sở tự nguyện, họ không phải là nhân viên Liên Hiệp Quốc và không nhận lương của công việc của họ. Họ độc lập và không bị chi phối bởi các chính phủ. Ngày nhân quyền tôi muốn mọi người cũng đừng quên những con người là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của Phong Mô Sa những ngư dân, những trẻ em và người già đang phải ăn cá nhiễm độc mà không biết. Những phóng viên và nhà hoạt động trực tiếp tại nơi này đã bị bắt hoặc đang bị dồn vào chân tường. Cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng từng ngày và bị bỏ rơi ngay trên chính quê hương của mình mới thật sự là thao thức của chúng ta. Chắc chắn sắp tới trong báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền chuyện Formosa sẽ được trình ra trước toàn thế giới nhưng liệu người trong nước chúng ta có còn tha thiết với chính sinh mạng của tha nhân mình. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.